hàng về ngổn ngang, chồng chất. Thế nhưng, chị Phương Hạ, đại diện một trong những doanh nghiệp làm về quà tặng dịp Tết, không cảm thấy vui mà luôn trong tình trạng đứng ngồi không yên. Bởi đã cận Tết, dù các nhân công đã hoạt động hết công suất, vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Vậy nên phương án tìm người để làm thời vụ được chị đưa ra. Thế nhưng thời điểm này không dễ tìm ra người làm. Cái nguồn nhân lực vào cuối năm á, thì vì là doanh nghiệp nào cũng cần, đơn vị nào cũng cần, cho nên nó khá là khan hiếm. Nhưng mà do là công ty Gift Brand á, là trong năm cũng có hợp tác thời vụ với nhiều bạn, vì vậy là mình cũng đã có mối quan hệ với các bạn rồi, nên cuối năm mình sẽ mời các bạn về làm tiếp tục. Nhưng mà thực sự là nó vẫn không đủ. Doanh nghiệp này cũng trong tình cảnh dở khóc dở cười như thế, đơn hàng về nhiều nhưng không có người để làm. Kiếm người lao động thời vụ khiến doanh nghiệp mệt mỏi. Cái khúc đó là cứ phải dồn rất là nhiều công ty mà dồn vô một lúc là nên cái hàng mà quá tải là năm nào cũng đập. Chỉ có một khoảng thời gian là từ tháng 11 mà giữa tháng 12 là tất cả các đơn hàng phải dứt điểm. Nên nó là cứ phải thiếu cái nguồn nhân sự rất là nhiều. Bởi vậy nên là cái việc mà người á là cái khó khăn nhất để trong cái việc sản xuất. Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Tết Canh Tý năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 30.000 việc làm thời vụ. Số lượng người đăng ký cũng tăng, chủ yếu là học sinh, sinh viên, người lao động tự do. Em làm ngoài giờ vào dịp Tết để trang trải cho việc học. Công việc rất là nhẹ nhàng. Tụi em là có thêm là làm giờ là tụi em tự quyết định được là công việc giờ nào. Tụi em có thể phân việc là việc đi làm với lại việc học của tụi em phù hợp cho cái việc đi làm này rất là dễ ạ. Yeah, công việc này thì giúp cho em là có tiền thu nhập vô để Tết, nhất là cũng có trang trải trong gia đình. Em làm 8 tiếng rồi, khi em có tăng ca, em muốn tăng ca thì tăng ca, cũng nhờ sức khỏe của mình á, cho phép thì mình có thể tăng ca. Yeah. Vì gần Tết đó mình còn nhu cầu đi về quê hay là mua được Tết này nọ đó, nên cũng cần tiền lắm chị.